Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV. Kênh mình thì chuyên mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ ra rẻ. Và đây là hai số liên hệ hotline bên mình và đây địa chỉ cửa hàng bên mình nhá. Và hôm nay là ngày 28 tháng 4 năm 2021 và bây giờ thì cũng là hơn 9 giờ tối rồi các bạn nhá. Buổi tối ngày hôm nay thì mình level là cũng không phải là muộn quá. Thì buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về đi mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào chưa ưng nào sản phẩm mình, các bạn phải đăng ký kênh YouTube của mình, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên. Và để không mất thời gian của bạn thì mình sẽ đi vào giới thiệu sản phẩm luôn cho bạn nhé. Thì là cũng là sắp nghỉ lễ nghỉ là 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 rồi. Thì hôm nay thì bên mình tri ân giảm giá kịch sàn những sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ bên mình. Nói chung mình sẽ giảm giá cực kỳ những sản phẩm ở đời cao bên mình đang có các bạn nhé. Và sản phẩm đầu tiên ấy, buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về con này là con iPhone 8 Plus các bạn nhé. Đây ạ, à, iPhone 8 Plus. Ngoại hình thì là con này máy còn 90%. Đây à. Hôm nay bên em lại về được con iPhone 8 Plus các bạn nhé. Con iPhone 8 Plus này thì hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách xong. Được cái là con này là bản rất thích của nó là bản, con này là bản VN trên A nhé. Đấy, con này là bản của Việt Nam này, 8 Plus này, bản VN trên A. Đấy, bản của Việt Nam. Bản này thì sẽ không là có máy lock các bạn nhé, chỉ có máy quốc tế nhé. Các bạn reset restore lại cực kỳ thoải mái luôn. Phiên bản của nó trong là 64GB. Đấy, iPhone 8 Plus VN trên A này, 64GB. Đấy, con này thì là main zin, màn zin, chưa sửa chữa gì. Con này pin con này thì là mình hôm nay mình đã thâu lại của khách, thì khách dùng đời đầu mà pin thì cũng kiểu chai, cũng đã chai cho các bạn nhé. Đấy, thì mình sẽ đã thay pin mới 100% cho các bạn rồi, nên là các bạn mua con này về các bạn yên tâm sử dụng các bạn nhé. Còn ai sản phẩm iPhone 8 Plus này thì bên mình đang thanh lý cho bạn với giá là 6.200.000. Đấy, chỉ với giá là 6.200.000 thôi. Các bạn là sử dụng sản phẩm iPhone 8 Plus phiên bản coi như là đây, bản công ty VN trên A 64GB các bạn nhé. Bản này thì các bạn dùng cực kỳ yên tâm luôn, không bao giờ sợ lo lóc và cúc và restore thành lóc các bạn nhé, nên các bạn yên tâm nhá. Đấy, bạn nào thích sản phẩm iPhone 8 Plus thì các bạn nhà hàng mình được sớm nhất nhé các bạn nhé. Mặt sau thì thiết kế kính này rất là đẹp luôn. Đây, các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại mình. Nếu mà tin nhắn Zalo mình không trả lời kịp thì là mong bạn thông cảm cho mình, thì các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại mình đây. Và giờ làm việc bắt đầu từ là 7 giờ sáng và đến 10 giờ tối. Và đây địa chỉ cửa hàng mình, gần các bạn có thể là qua trực tiếp địa chỉ cửa hàng mình để là giao lưu trao đổi mua bán. Ở xa mình có ship nên các bạn yên tâm sử dụng các bạn nhé. Và tất cả sản phẩm bên mình thì là bán cho bạn là cứ lỗ đồ một tuần và bảo hành 6 tháng nên bạn yên tâm. Và ở xa thì mình có ship cô cho bạn nên các bạn là cứ yên tâm mua hàng bên mình nhá. Đấy, iPhone 8 Plus. Đấy, 6.200.000 cho các bạn nhá. Các bạn mua về tặng ông bà, bố mẹ, người thân, người yêu, bà xã cực kỳ là ok các bạn nhá. Đây ạ. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được hai con rẻ Samsung Z6 Plus các bạn nhé. Hôm nay thì bên mình lại về được hai con Samsung Z6 Plus này. Đấy, Samsung Z6 cộng này. Samsung Z6 cộng được cái là màn hình của nó cực kỳ là to luôn. Đấy, màn hình con này cực kỳ là to các bạn nhé. Màn hình con này là nó là 6 inch luôn này. Đấy, bản công ty 2 sim 2 sóng. Cấu hình là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB các bạn nhé. Z6 Plus hôm nay mình về hai chiếc màu giống nhau luôn các bạn ạ. Đấy. Hai chiếc màu giống nhau luôn, hai chiếc Samsung Z6 Plus. Hai chiếc này màu giống nhau luôn các bạn nhé. Và sản phẩm Samsung Z6 Plus này thì là ngoại hình thì là máy còn độ 90%. Đấy, tất cả bọn này thì là main zin, màn zin, chưa sửa chữa gì. Samsung Z6 Plus này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 1.700.000 nhé. Đấy. Chỉ với giá là 1.700.000 thôi. Các bạn đã sử dụng sản phẩm Samsung Z6 cộng này. Cấu hình là RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB. Nói chung là Samsung này các bạn mua về tặng ông bà, bố mẹ, người thân thì cực kỳ tuyệt vời luôn. Thì màn to, chữ to. Đấy các bạn, mua về tặng ông bà, bố mẹ, người thân thì rất là ok các bạn nhé. Nhân dịp nghỉ lễ này, các bạn đăng ký kênh xem. Thì là chúc các bạn là coi như là kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 đi chơi thật nhí được nhiều chỗ các bạn nhé. Nói chung là các bạn cũng hạn chế ra chỗ đông người, tại vì dịch Covid thì đang ở láng giềng quanh Việt Nam mình ấy. Thì là diễn biến cũng đang rất là phức tạp các bạn nhé. Mình nói thật với các bạn, mình khuyên các bạn nên ở nhà hay hơn. Ở nhà là ăn uống đánh chén thôi, xong hết mấy ngày nghỉ rồi đi làm. Sướng mình đấy cũng thế thôi. Mấy ngày đấy mình chỉ có ở nhà về nhà ăn thôi, nghỉ mới ăn, mới chơi. Đấy, xong hết mấy ngày đấy bắt đầu mình đi làm. Kệ nói chứ, đó. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung Z6 Plus này, các bạn nhà hàng mình liệt sớm nhất nhá. 1.700.000 cho bạn nhá.
Đây ạ, Samsung J7 Bright, Bright của Hàn Quốc các bạn nhá. Bright của Hàn Quốc thì hôm nay nhà mình về được một tên này các bạn nhé. Đấy. Samsung J7 Bright phiên bản Hàn Quốc này. Con này là phiên bản của nó là RAM, của nó là RAM gì nhỉ? RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB các bạn nhé. Mình sẽ xem con này RAM mấy GB. Mình để xem cho bạn nhá. RAM 3 hay sao ấy. Của nó là phiên bản là J7 Bright phiên bản Hàn Quốc này, là nó là RAM 3GB này. Bộ nhớ trong con này là 16GB nhé. Đấy, RAM 3GB. Được cái nó là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 16GB. Con này là bản Hàn này, một SIM một sóng. Đấy. Máy Hàn hầu như về Việt Nam mình là toàn một SIM một sóng nhé. Đấy, J7 Bright Hàn Quốc, một SIM một sóng màu gold này. Máy con này thì là ngoại hình máy còn 90/90%. Đấy, màn hình của nó là 5,5 inch. Chữ rất là to, số rất là to các bạn nhé. Các bạn mua về tặng ông bà bố mẹ người thân cực kỳ tuyệt vời luôn. Được cái là phiên bản của nó RAM 3GB, bộ nhớ trong 16GB. Thì các bạn dùng rất ok rồi, hỗ trợ thẻ nhớ các bạn dùng thẻ nhớ bao nhiêu ghi cũng được các bạn nhé. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1,4 triệu nhá. Đấy, 1,4 triệu, máy đẹp rang quen sáng beng luôn. Đấy, RAM 3, bộ nhớ trong 16GB, con này là 1,4 triệu cho các bạn nhé. Đấy, J7 Bright phiên bản Hàn Quốc các bạn dùng cũng cực kỳ là sướng luôn. Đấy, và con và mấy con này là con 32GB nhá. Mấy con này mình là phiên bản của nó là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB tất các bạn nhé. Nhà mình nay về ba con này đây. Ngoại hình thì còn độ 90% các bạn nhé. Đấy, ngoại hình thì còn 90%. Đấy. Bọn này thì là ba con này của nó là phiên bản của nó là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB luôn các bạn nhé. Con này cũng là J7 Bright. Bản Hàn, một SIM một sóng nhá. Đấy, con này phiên bản là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Bản Hàn, một SIM một sóng các bạn nhá. Đấy. J7 Bright này. Nói chung các bạn mua sản phẩm J7 Bright này mua về tặng ông bà bố mẹ người thân thì cũng cực kỳ là ok luôn. Còn này bọn này thì mình sẽ thanh lý cho bạn với giá là hai con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1,500k nhé. Hai con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1,500k luôn. Một con màu đen này, RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Đấy. Cũng là RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB nhé. Còn con này thì mình sẽ là thanh lý cho bạn giá 1,4 triệu các bạn nhé. Con này thì là vỏ nó hơi phẩy hơn một chút. Đấy, con này là phiên bản nó là RAM 3GB. Ở bộ nhớ trong con này là 32GB. Con này thì mình cũng thanh lý cho bạn với giá là 1,4 triệu cho bạn nhá. Đấy, 1,4 triệu cho bạn nhá. Đấy, hai con này là 1,4 triệu này. Nhưng mà được cái con này là RAM 3, bộ nhớ 32, con này là RAM 3, bộ nhớ trong 16GB các bạn nhá. 1,4 triệu. Đấy. Và đây là hai con này là 1,5 triệu nhá. Đây, hôm nay thì nhà mình về vừa mới về được con này xong. Mình nay thì nhà mình về được con này là con Samsung gì nhỉ? Samsung con này là Samsung Samsung gì nhỉ? Con này là Samsung A50 các bạn nhá. A50 con này là bản công ty, 2 SIM 2 sóng. Cấu hình con này là RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 64GB. Màn hình của nó là tràn viền AMOLED cho hiển thị hình ảnh cũng như là màn hình tràn viền 6,4 inch nha các bạn nhá. Đấy, con này thì là màn hình của nó AMOLED cho hiển thị hình ảnh là Full HD cộng các bạn nhá. Nói chung là bọn này thì là đấy. Đấy, chữ to, rất là sướng luôn. Con sản phẩm Samsung A50 này thì là hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách xong. Tình trạng con này khách đã ép kính một lần rồi các bạn nhé. Đấy. Con này khách mới ép kính được 2 hôm nay thôi. Đấy. Nhưng mà thợ này thì nó ép kính hơi xấu đấy. Nó hơi bị tí bọt bọt cổi keo này, nhưng mà các bạn về các bạn dùng một hai hôm là hết. Nó chỉ bị chầy một tí trên này thôi các bạn nhé. Ở chỗ kính camera là ở chỗ cái chỗ mà gần cái camera này. Kiểu khách họ ép này, nhưng mà keo nó hơi chầy một tí các bạn nhá. Đấy, hơi chầy một tí thôi. Đấy, các bạn nhìn kỹ thì mới thấy. Nói chung là mình dán cái miếng cương lực mà phun màn hình vào ấy thì nó sẽ mất cái miếng chầy này luôn cho các bạn nhá. Đấy, nó không ảnh hưởng gì vào màn hình nữa các bạn nhá, hay là camera gì các bạn nhá. Đấy, nó chỉ bị chầy một tí góc chỗ gần camera thôi. Đây ạ. Đấy, do kiểu thợ tay hơi lon. Màn hình con này thì là màn hình đẹp keng. Không ám ố hay không lưu ảnh gì. Đấy, màn hình đẹp keng luôn. Không ám ố hay không lưu ảnh gì. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là 2,2 triệu nhé. Samsung A50 này là 2,2 triệu cho các bạn nhá. Đấy, tình trạng là máy chỉ bị ép kính một lần cho các bạn nhá. Đấy, main gì, màn gì chưa chưa không không phải là màn 2IC hay là màn OLED gì đâu các bạn nhá. Chỉ là màn gì ép kính thôi. Và RAM 4, bộ nhớ trong 64GB. Đấy, main gì cho các bạn nhá. Con này là 2,2 triệu nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A50 này, tặng ông bà bố mẹ người thân thì cực kỳ tuyệt vời. Các bạn dùng con này thì khỏi phải chê luôn.
dùng quá là sườn luôn các bạn nhé. 2,2 triệu cho bạn nhé. Đây ạ. Và tiếp theo đây là con iPhone 6 thường. iPhone 6 thường thì là con này là bản quốc tế này. À, bản quốc tế, con này là phiên bản quốc tế bao nhiêu ghi nhỉ? Mình sẽ xem cho các bạn nhé. À, bản quốc tế này 16 GB. À, con này là iPhone 6 thường bản quốc tế 16 GB. À, con này thì mình tình trạng của nó là main zin, màn zin. Tình trạng của nó là bị chỉ mất mỗi vân tay thôi các bạn nhé. Con này thì mình đã xem thành phần trăm pin. Con này mình đã thay pin cho các bạn rồi sao ấy. À, con này thì là mình đã thay pin đây. Con này thì mình đã thay pin mới 100% cho các bạn rồi. Con iPhone 6 thường mất vân tay này bao cho bạn là main zin, màn zin. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1.300.000 nhé. Đấy. Đấy, ngoại hình thì còn độ vỏ cũng phải theo thời gian. 1.300.000. Đấy, các bạn mua về chống cháy làm máy phụ nghe gọi, chơi game, xem phim, nghe nhạc ở iPhone này rất ok luôn các bạn nhé. 1.300.000 cho sản phẩm các bạn là Samsung à gì nhỉ? iPhone 6 thường mất vân tay nhá, 1.300.000 nhá. Đấy. Đây, mình lại về hôm nay thì mình lại về tiếp tục được con iPhone 7. iPhone 7 thì hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách xong. À, con này thì là tình trạng của nó là khách bị hỏng camera, đi sửa một lần rồi mà không được. Đấy. iPhone 7 này. Con này là iPhone 7 các bạn nhé. iPhone 7 quốc tế này. Đấy, 32 GB. Đấy, tất cả là chức năng bình thường, nghe gọi hay là wifi hay là vào mạng xem phim, tất cả là bình thường. Chỉ tình trạng là mỗi bị hỏng camera sau thôi các bạn nhé. Khách đã đi sửa camera sau một lần rồi nhưng mà không được. Đây ạ. Đấy. Khách đã sửa camera sau một lần không được rồi thì là mình đây, nên là người ta cũng bỏ luôn camera ra. À, con iPhone 7 thường này thì tất cả chức năng bình thường. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1.700.000 nhé. Đấy. iPhone 7 này. À, mất camera sau 1.700.000 phiên bản quốc tế, tất cả là chức năng bình thường. Chỉ mỗi hỏng là camera sau thôi các bạn nhé. 1.700.000 sản phẩm là iPhone 7 này các bạn nhé. Vân chân vân tay này đủ hết các bạn nhé. Đấy, bạn nào thích sản phẩm iPhone 7 quốc tế 32 GB này các bạn nhìn tay mà sớm nhất 1.700.000 cho các bạn nhé. Đấy, rất là rẻ luôn. Nhiều lắm. Đây. S6e đây. S6e thì con này là 1.000.000 các bạn nhé. Đấy, màn hình của nó hơi ám nhẹ. À, kính thì là hơi bị dạng một tí nhá. Đây. Kính một dạng đây. Kính nó hơi dạng một tí góc này, dạng một tí xuống đây. À, kính màn hình thì nó bị dạng các bạn nhá. Đấy, kính màn hình dạng xuống đây này. Đấy. À, màn hình của nó thì là hơi ám nhẹ một chút. Con S6e này thì của nó mình sẽ xem các bạn là bao nhiêu ghi nhá. Màn hình của nó là màn hình AMOLED 2K đấy. Ờ, bộ nhớ của nó là con này là RAM 3 GB nhá, bộ nhớ trong là 32 GB. Con S6e này thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là 1.000.000 luôn. Đấy. S6e này là 1.000.000 nhá. Đấy. S6e ngày xưa là cũng mấy chục triệu này, bây giờ chỉ giá là 1.000.000 đồng thôi. Đấy, S6e này là 1.000.000 cho bạn nhá. Tất cả là chức năng bình thường, không lỗi gì. Chỉ màn hình là hơi ám nhẹ và bị sứt sứt chỗ kính này. Đấy. Đây, Lot 8 đấy nhá. Lot 8 thì hôm nay nhà mình về được con này. Con này là bản Hàn này. Đây. Lot 8 thì con này là bản Hàn này. À, con này là bản Mỹ chứ. Con này là bản Mỹ sao các bạn ạ? Ờ, Lot 8 con này là bản U. Bản U bản Mỹ à? Lot 8 à? Con này thì mình... Ừ. U sao? Mỹ à? Thì mình sẽ search cho các bạn Lot 8 bản U. Lot 8 bản U. U bản gì? Mỹ ạ. Đấy, bản U là bản Mỹ các bạn nhé. Bản U à. Đây. Đấy, hôm nay nhà mình về được cây Lot 8 này. Bản U Mỹ này. À, con này thì là màn hình đẹp nhé, không ám các bạn nhé. Đấy. Đấy, con này là bản U bản Mỹ này. Con này Lot 8 này, bản U bản Mỹ này. À, bản Mỹ, còn mặc định bản Mỹ sẽ là một sim các bạn nhé. À, cấu hình con bản Mỹ này sẽ mình sẽ xem cho các bạn là bao nhiêu ghi. RAM con này là RAM 6 GB rồi. RAM 6 GB, bộ nhớ trong là 64 GB các bạn nhé. Đây. Như này là 64 GB. À, màn hình con này là màn hình của nó là tràn viền 6.3 inch. Đấy. À, cho độ phân giải màn hình của nó là 2K các bạn nhé. Màn hình con này đẹp không ám các bạn nhé. Màn hình của nó là chỉ bị hơi bị sức răm theo thời gian thôi. Con Lot 8 này thì là màn hình của nó là sức răm theo thời gian. Đấy, sức răm theo thời gian đấy các bạn nhé. Đấy. Mặt sau thì viền còn khá là ok, khá là đẹp luôn. Mặt kính thì nó hơi sức răm một tí, kiểu khách không rồng dán màn hình ấy. À, mai thì mình sẽ khuyến mại cho bạn là mình dán màn hình nhá, thì các bạn sẽ là
không nhìn thấy các vết sâu răm này các bạn nhé. Con lót 8 bản U 1 SIM này thì là con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 3.900.000 nhá. Thì nhân dịp 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 thì là con này thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là 3.900.000. Đấy, lót 8 bản Mỹ này. 3.900.000. Màn hình đẹp không ám. Con này thì là màn hình của nó chỉ hơi sức răm thôi. Nhân dịp 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 mình sẽ tri ân và xả cho bạn với giá là 3.900.000 nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung lót 8 này các bạn nhá, hàng được sớm nhất nhá. Đấy, cái này là bản Mỹ nhá, 3.900.000 nhá. Đấy, lót 8 thì nhà mình Hàn. Hàn hôm nay nhà mình thì cũng về được một chiếc này. Đấy. Máy Hàn thì mặc định máy Hàn thì sẽ là về Việt Nam sẽ là một SIM như bản Mỹ, nhưng mà bọn này mình đã chạy lên ROM 2 SIM rồi, cái bản Mỹ thì sẽ không chạy được các bạn nhé. Đấy ạ, lót 8 thì con này là bản gì nhỉ? Đây là bản Hàn 2 SIM 2 sóng. Cấu hình cũng là con này là phiên bản của nó là RAM 6GB, bộ nhớ trong 64GB các bạn nhé. Màn hình con này thì là cũng đẹp keng, leng keng xà beng luôn. Thì là ngoại hình thì con này cũng là đẹp leng keng luôn này. Đấy. Ngoại hình thì con này đẹp leng keng xà beng luôn. Đấy. Đẹp leng keng xà beng luôn. Màn hình con này thì cũng đẹp leng keng xà beng luôn. Thì là hôm nay thì là bình thường mà hôm thì mình sẽ bán cho bạn với giá là 4.500.000. Nhưng mà hôm nay nhân dịp 30 tháng 4 1 tháng 5 thì mình sẽ thanh lý cho bạn với giá là 4.300.000 nhé. Đấy. Đẹp. 4 triệu, con này là 4.300.000. Đấy, màn hình đẹp keng, không ám bối, không lưu ảnh gì. Máy thì cũng đẹp leng keng xà beng các bạn nhá. Đấy, con lót 8 này thì mình sẽ thanh lý cho bạn với giá là 4.300.000 cho bạn nhá. Đấy, 4.300.000. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung con bản Mỹ này và bản Hàn này các bạn nhá, hàng mới sớm nhất nhá. 3.900.000 và 4.300.000 cho bạn nhá. Đấy. Rất là ok luôn. Rồi ạ. Và hôm nay nhà mình lại về tiếp tục được con S10 5G này. S10 Plus 5G này. Đấy. Nói chung là bản này thì lại cao nhất đây ạ. S10 cộng nhá. Đấy. S10 cộng con này là gì nhở? Con này S10 Plus này, con này là phiên bản Hàn này, 2 SIM 2 sóng các bạn nhá. Mặc định máy Hàn là sẽ về Việt Nam mình sẽ là 1 SIM. Bạn nào mà cần 2 SIM thì mình sẽ lên 2 SIM cho bạn nhá. Thì là con này thì là màn hình đẹp keng. Đấy, màn hình con này là tràn viền 6.4 inch. Màn hình con này thì là màn hình đẹp keng, không ám màu hay không lưu ảnh gì các bạn nhá. Con S10 Plus này. Đấy. Đấy, con này là máy loại A luôn các bạn nhé. S10 Plus này con máy loại A luôn này. Đấy. Con này thì là ngoại hình thì máy còn 90%. Đấy, nhân dịp coi như là 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 thì mình sẽ vừa bán vừa tri ân cho bạn, xả luôn cho bạn nhé. Đấy, con này mình lau đi thì rất là đẹp luôn này. Đấy, S10 Plus 5G luôn này. Đấy. Lúc nào mà Việt Nam mình mà lên 5G ấy thì là bọn này thì các bạn chỉ phải cập nhật 5G các bạn dùng thôi. Rất là sướng luôn. Đấy, mặc định con này Hàn về sẽ là một SIM như thế này. Một email là một SIM các bạn nhá. Bạn nào mà cần hai SIM thì mình sẽ lên hai SIM cho bạn. Đây ạ. Cam của nó là cam trước của nó là 2 camera này. Phiên bản con này thì là phiên bản màn hình của nó là 2K, 2K cộng. Nghe nhạc thì cực kỳ phê và sướng các bạn nhá. Mình sẽ vào coi như là nghe nhạc luôn cho bạn này. Cấu hình con này thì là max dung lượng các bạn nhá. Đây mình sẽ xem. Nói chung nó nhanh lắm các bạn ạ. Đây ạ. Phiên bản của nó là RAM 8GB này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? RAM 8GB, bộ nhớ là 512GB. Nói chung là các bạn lưu trữ thì quá tuyệt vời luôn. Đấy, tuyệt vời luôn này. Đấy. Đây thì mình sẽ vào nghe nhạc xem phim cho bạn luôn này. Đây. Đây. Ui giời, đẹp noeng queng luôn này. Ui giời, quá nhanh luôn. Với phiên bản là RAM 8GB các bạn lướt thì nói thật với các bạn luôn. Quá là sướng luôn. Chỉ muốn bên em lúc này. Đây mình sẽ nghe cái bài mà chỉ muốn bên em lúc này. Nghe cho bạn nghe nhạc sướng luôn các bạn nhé. Xem S10 Plus này. Nghe được loa dưới này. Và nghe loa bên trên này các bạn nhé. S10 Plus thì sẽ hai loa các bạn nhé. Đấy các bạn nghe nhạc thì sướng không ạ? Quá là sướng luôn. Đấy. Đấy các bạn nghe được cả loa trên này. Và loa dưới này. Rất là sướng các bạn thê nhé. Màn hình của nó là 2K, các bạn xem phim 2K, 4K thì quá tuyệt vời luôn. Đấy. Nghe nhạc thì quá đỉnh, quá là phê luôn. Đấy, màn hình của nó tràn viền. Đấy, 2K các bạn, cực kỳ là sướng luôn các bạn nhá. Đấy.
cổng sạc của nó là cổng sạc Type-C và micro SD này các bạn nhé. Chân nghe 3.5 này, micro này. Đấy, của nó là 1, 2, 3 camera và một đèn flash và mấy đèn trợ sáng các bạn nhé. Tính năng mở khóa nó sẽ tính năng coi như là vân tay này. Đấy, vân tay thì các bạn mà đeo khẩu trang ấy thì các bạn có thể là dùng vân tay các bạn mở được rất là tiện lợi. Đây, mình sẽ vào mục mở khóa cho bạn luôn này. Đấy, tính năng Samsung cũng rất là hay, có cả vân tay, có cả khuôn mặt. Đấy, cái khuôn mặt này hay ở chỗ ví dụ các bạn mà xài app ngân hàng ấy. Các bạn mà xài app ngân hàng ấy thì các bạn có thể là dùng khuôn mặt này các bạn để mở khóa là chuyển tiền rất là nhanh tiện lợi, và các bạn có thể dùng vân tay cũng được nhá. Đấy, hai tính năng khuôn mặt và vân tay các bạn nhé. Đấy, giá thì mình cực kỳ là rẻ cho các bạn thôi. Và sản phẩm này thì hôm trước thì bên mình đang bán 7.600.000, thì là hôm nay nhân dịp 30/4 mùng 1/5 thì mình sẽ giảm giá 300.000 cho bạn. Đấy, là 7.300.000 các bạn nhé. Đấy, S10 Plus. Đấy. 5G, phiên bản là RAM 8GB, bộ nhớ con này là 512GB các bạn nhé. Máy con này thì là máy còn bao cho bạn là máy zin áp suất. Đấy, zin áp suất luôn, chứ sửa chữa hay ép kính hay là thay thế gì. Nên là các bạn cứ yên tâm đi mưa đi gió các bạn nhé. Đấy, rất là ok luôn. Đấy. 7.300.000 cho bạn nhá. Và bây giờ thì ở đây và sản phẩm cuối cùng buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về, hôm nay nhà mình về để cây là con là Samsung, con này là A8 2018 các bạn nhé. A8 2018 này hôm nay nhà mình về một cây này, mình sẽ xem con này là bản là gì và bao nhiêu sim các bạn nhé. Này ha, con này là bản Hàn này. Đấy, con A8 2018 con này là bản Hàn này, một sim một sóng các bạn nhé. Đấy, A8 2018 thì là ngoại hình thì là máy con này thì máy còn 90%, màn hình con này là màn hình của nó là màn hình đẹp keng nhé, không ả màu hay không lưu ảnh gì. Màn hình con này là màn hình của nó là AMOLED cho hiển thị hình ảnh là Full HD cộng luôn. RAM con này là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB. Màn hình con này rất là đẹp luôn, nhỏ gọn, cầm cực kỳ là chắc tay luôn. Con màu gold này thì mình sẽ hôm nay thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là 2.4 triệu các bạn nhé. Đấy, con màu gold này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 2.4 triệu này. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung A8 2018 2.4 triệu một sim một sóng này, RAM 4GB, bộ nhớ trong 32GB các bạn nhà mình sớm nhất nhá. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và mai thì là chỉ là mai ngày kia 30/4, 1/5 thì mình chúc các bạn nghỉ lễ, nói chung là ở tầm nhà là vui vẻ các bạn nhé. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và xin chúc bạn xem video mình một tối ngon và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy tiếng vui và hạnh phúc các bạn.